Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho nam nữ diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đại Đồng xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Tân Sơn năm 2024 thành công tốt đẹp. Đến với liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Tân Sơn ngày hôm nay, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Lai Đồng mang đến một chương trình ca múa nhạc với chủ đề Lai Đồng ngày mới. Chương trình gồm các tiết mục, hoạt cảnh, toàn dân đứng lên chống giặc, đơn ca nam, linh thiêng Việt Nam, múa, mùa vàng trên quê hương, tốt ca nam nữ, bài ca xây dựng nông thôn mới. Và sau đây chương trình nghệ thuật quần chúng xã Lai Đồng xin phép được bắt đầu. Để đón mùa xuân cách mạng.
đất thấm vào lòng đất Việt để vạn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba để đời sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ.